Chào các bạn, thì ở trong phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn chào các bạn. Ở trong phần này thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cái phần liên quan đến là HTML và CSS. Thì trong bài này chúng ta sẽ tạo một cái trang web Music Store đơn giản bằng HTML và CSS thuần nha. Ok, thì đây là cái output sản phẩm của chúng ta nha. Thì chúng ta sẽ có một cái trang web đại khái là như thế này. Màu sắc rồi là nhẹ nhàng và tất cả là hợp tông với nhau đúng không nhỉ? Và có các cái dạng layout như thế này. Kéo xuống dưới có một chút bài hát, có đầy đủ các phần đúng không? Header này, rồi phần nội dung ở giữa này, rồi phần footer, dạng layout cũng khá đa dạng một chút đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ sang một cái trang chi tiết nó đơn giản hơn, thì nó có bài hát cộng với cả lời nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm hai cái phần này. Thì ở trong bài này thì tôi đã có cái phần liên quan đến là ở đây mình sẽ có cái phần là Music Store này. Bây giờ mình sẽ đã cung cấp cho các bạn là cái tài nguyên rồi đúng không? Audio này, CSS, CSS thì chưa có đúng không nhỉ? Có audio này, có ảnh rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm từ HTML nhá. Cái output vừa rồi thì chúng ta đã có cái expected như mong muốn, thì chúng ta sẽ có output như thế. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một. Thì để cho nó nhanh thì trong cái video là để rút ngắn cái thời gian, để ví dụ mình cứ typing thì nó hơi tốn thời gian của video. Thì để các bạn xem tiện và nhanh, nói chung là hiệu quả hơn, thì bây giờ cô sẽ quay luôn từ cái phần code này nha. Ok, ví dụ đây chúng ta sẽ có cái khung như thế này. Ban đầu trang web của chúng ta sẽ là như thế này, chưa có gì cả đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ làm từng phần khung một nhá. Thì đầu tiên là các bạn để cái phần là class. Bây giờ mình sẽ chia theo kiểu là từng cái phần một. Bây giờ đầu tiên là div này, top này. Chúng ta có cái phần top đúng không nhỉ? Class top này, có header, tạm thời chỗ này chúng ta chưa làm đến CSS nha. Chúng ta sẽ làm đến CSS. Có class top này, rồi header padding 16 này. Thì chút nữa chúng ta sẽ xem CSS trong cái phần này như nào, ở trong cái phần CSS. Chút nữa thì CSS nó ở đây đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta dựng khung trước nha. Đây là dựng khung của cái phần index, chúng ta dựng khung của phần index. Đó. Các bạn nhớ cấu trúc thư mục nhá. Music Store này, audio này, CSS này, các cái folder này. IMG chứa ảnh này, CSS chứa CSS, audio chứa file chứa MP3 này. Sau đó thì ở cái folder gốc chúng ta có hai file HTML, đó là detail.html và index.html. Rồi chúng ta sẽ làm index trước nhá. Ok, thì chúng ta sẽ có khung này và chúng ta sẽ xem cái phần preview bên cạnh. Đó, chúng ta có Music Store Trending, tạm thời một nội dung này trước đúng không nhỉ? Đây, cái link đến Google Phone API thì trong cái buổi trước không cô đã hướng dẫn các bạn lấy Google Phone rồi đúng không? Lên Google Phone có API và chúng ta chọn cái phông phù hợp. Đây, chúng ta Joe Sans. Đấy, chúng ta có phông chữ này. Thế sau đó thì ở đây là chúng ta có cái phần khung là Music Store Trending này. Sau đó chúng ta có cái phần Class Main. Class Main. Trong Class Main này thì chúng ta sẽ có các phần nhỏ sau. Trong Class Main chúng ta sẽ có các phần nhỏ sau. Ok, đây là class main đúng không nhỉ? Chúng ta có một class main. Trong cái class main này chúng ta sẽ có các cái phần nội dung chính. Đấy. Đó là chúng ta có các cái phần bài hát đây đúng không? Có hình ảnh này, có tên này, bài hát này. Đấy. Rồi, thì những cái phần đó là mỗi một cái blocks này là cho chúng ta một cái phần nội dung. Đấy. Các bạn muốn thu nhỏ lại code thì các em bấm Ctrl Shift trừ nha. Đấy. Để cho nó thành các cái blocks. Ok, div này. Như vậy là chúng ta sẽ xong cái phần top này. Phần top, sau đó đây là phần class main, div class main đúng không? Trong này chúng ta có ms header này. Class main này, ms header này. Trong cái header này chúng ta ví dụ chúng ta có cái phần nội dung đây là recent place đúng không? Như vậy là xong cái ms heading này nha. Tiếp theo này. Tiếp theo này. Cái này là vừa rồi chúng ta đã xong rồi đúng không nhỉ? Đó. Đây, từ từ lại nha, từ từ lại nha. Chúng ta có là div class top này. Rồi đây chúng ta có header đúng không nhỉ? Logo này, music store này. Music store đúng không nhỉ? Rồi div hot trends này. Hot trend. Sau đó nữa là chúng ta có cái phần này tạo ra top rồi, class logo, logo là music store này, trending này, rồi một chút nội dung này. Sau đó phần main này chúng ta có heading này, chúng ta có recent play này. Đấy, sau đó bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái khối này đúng không? Mỗi một cái khối này chúng ta đưa cái phần này chúng ta đưa vào class div một cái vùng div khác, một cái vùng div khác. Thì trong các cái vùng div này mỗi một cái khối này là nó là một cái div con, thì nó là một cái item. Div con này có ảnh này, có nội dung này, H3 này, rồi thẻ P này. Như vậy là cái Dream Young Moments đây chính là cái H3 ở đây đúng không nhỉ? Ava Conrad, Conrad, Brian Hughes.
thì nó là cái nội dung là thẻ P ở đây, còn đây là cái anh. Như vậy là chúng ta có bốn cái phần khối nội dung này, chúng ta tương đương với chúng ta có bốn cái item đúng không? Như vậy tất cả chúng ta có bốn cái item rồi. Đó. Như vậy là để có cái phần nội dung này, đây là một cái phần recent place heading ở đoạn này. Đó. Tiếp theo mỗi một cái khối nội dung này, mỗi một cái khối nội dung này nó sẽ nằm trong cả khối nội dung lớn hơn, đó là deep class row padding 16. Thì chút nữa xem cái này ở trong CSS chúng ta sẽ xem như nào nhá. Thế sau đó thì ở đây có mỗi class này là một cái item. Đây, chúng ta sẽ có code như thế này. Tương tự như vậy chúng ta có bốn cái item. Chúng ta đưa ra bốn anh, bốn khu đúng không nhỉ? Rồi, bốn cái khu vực khác nhau đúng không? Rồi, như vậy là chúng ta đã xong được hai cái phần này. Tiếp theo này. Tiếp theo, như vậy chúng ta đến đây rồi đúng không? Tiếp theo nhá, chúng ta sẽ xử lý cái phần heading. Phần heading tiếp. Phần future album. Phần future album đây chúng ta sẽ có này. Future album. Bây giờ chúng ta mở cốt đoạn này ra, chúng ta thêm nội dung gì mới? Các đây là các cái future album phía dưới thôi nhỉ. Cái cấu trúc cái phần nội dung này thì nó cũng có các class item, nhưng bây giờ nó có chỉ có ảnh thôi. Đấy, có ảnh và có heading thôi, không có thẻ P đúng không? Đấy, thì bắt đầu từ đoạn này là chúng ta thấy các đây là các cái future album đúng không nhỉ? Có ảnh này, có heading, ảnh, heading, thì mỗi một cái này là một cái khối ở trong này đúng không? Đây, một cái khối item này nhá. Đấy, thì các bạn cứ tuần tự các bạn làm thì chúng ta sẽ có là deep class ms heading future album. Đấy, thì sau đó nữa là chúng ta có class row padding 16 đúng không nhỉ? Thì là các cái future album mình để trong mỗi một cái item chúng ta để như này. Vậy thì tự các bạn triển khai các item tiếp nhá. Đó, thì 1 2 3 xong 4 này, 5 đúng không nhỉ? Đấy, như vậy là chúng ta xong cái phần là future album. Future album này. Tạm thời đóng lại nha. MS heading future album này. Để xong đó có 5 album đúng không? Thì chúng mỗi một cái album thì chúng ta để vào một cái thẻ div như này nha. Rồi, như vậy xong phần future album. Tiếp theo nữa chúng ta để cái phần là liên quan đến cái nội dung ở phía dưới này. Đấy, chúng ta xử lý tiếp. Rồi, future album tiếp. Chúng ta có các cái phần phân trang này, rồi changing song này, songs. Training songs đúng không nhỉ? Thì đây chúng ta thấy là có một cái class nữa, row center padding 32. Thì chút nữa chúng ta xem cái class này được định nghĩa nào trong CSS nhá. Sau đó chúng ta định nghĩa ra cái deep class 3. Đấy, thì cái đoạn 1 2 3 4 đây, đoạn phân trang chúng ta nhìn thấy đây. Đây đoạn này chính là phân trang này. Đó, một cái loạt các cái heading ở đây, phân trang. Rồi sau đó mình có about session, training songs, training song là cái phần này đúng không nhỉ? Training song đây. Đấy, training song một chỗ này. Training songs thì sau đó có ảnh cô gái đây đúng không? Thì chúng ta có img banners đây. Sau đó deep padding 32, tiếp theo là chữ recording album breaking này, rồi present. Đấy, thì có nội dung chỗ này một chút này, có mở rộng ra nhá. Thì tiếp theo là chúng ta đến cái phần này. Đó, như vậy chỗ này là phân trang này, rồi about session này. Và chúng ta xuống dòng một chút. Đó. Tiếp theo nữa này, chúng ta sẽ xử lý cái phần liên quan đến là padding ở đây. Chúng ta xử lý nốt nha. Các cái phần liên quan ở đây chúng ta sẽ có là phần footer. Rồi, bây giờ chúng ta đi từng cái một nữa nhá. Footer section đúng không? Footer section đây chúng ta có là gì? Deep class footer này. Sau đó chúng ta có thể H3 này. Rồi chúng ta có cái phần nội dung trim moment này, nội dung bên phải này. Đấy, sau đó nữa là chúng ta có class là thirst đúng không nhỉ? Rồi các cái thẻ là class là H3 MS. Đấy, MS. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ viết phần này vào nhá. Phần nội dung ở phía dưới context này. Đấy, context us. Rồi. Ok, đây chúng ta sẽ xem cái output của nó nha. Output của nó chúng ta sẽ thấy là như thế này. Để cô mở trên cái giao diện ở trên trình duyệt thì sẽ nhìn rõ hơn. Ok, vậy chúng ta đã có như thế này, nội dung như thế này rồi. Đó. Thì bây giờ vấn đề tiếp theo đó là chúng ta hãy sử dụng một chút CSS để chúng ta làm đẹp hơn. Bây giờ cô Ctrl Shift trừ lại nha. Chúng ta mở lại block code để chúng ta duyệt lại một lần nữa nha. Shift trừ này, có head này, body này. Trong body có hai phần là top và main này. Đó. Trong top thì có class heading này. Đấy, rồi, có logo, có top change này, có ms heading này, row padding này. Đấy, rồi, tiếp theo này. Đó. Tiếp theo nữa là ms heading này. Trong này có các cái bài danh sách các item này, trong item này có các phần này. Tương tự như vậy, cái row padding future album này. Trong này mình có row padding này, có rất nhiều item này, mỗi một item nó sẽ là như thế này này. Đấy, tiếp theo nữa là chúng ta có cái phần là class bar. Rồi, có nội dung đây phần phân trang đó nhỉ, about session đúng không? Đó, bài hát này.
Tiếp nữa là cái phần footer. Footer thì có ba cái góc footer khác nhau, ba cái vùng deep đúng không nhỉ? Mỗi vùng deep thì sẽ là nội dung như thế này. Đó, ok nhá. Như vậy là chúng ta xong phần này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang CSS, chúng ta link đến CSS. Thì sau khi link đến CSS thì chúng ta sẽ có giao diện nó đẹp như thế này. Đúng không nhỉ? Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ từ từ chúng ta xem từng cái CSS một nhá. Ok. Link đến CSS này. Bây giờ chúng ta sẽ mở CSS ra. CSS ở trong folder này đúng không nhỉ? Ok. Chúng ta Ctrl A sượt đúng không? Thì chúng ta sẽ thử từng cái một nhé. Chúng ta xem cái phần cửa sổ preview bên cạnh. Rồi ban đầu thì nó sẽ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ mở từng chút cái CSS một để chúng ta xem là điều gì nó sẽ thay đổi nhá. Và chúng ta sẽ thử thay đổi phông Fan Mini đúng không nhỉ? Ok. Như vậy là phông khác một chút này, phông khác này. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ thay đổi các cái phần liên quan đến thẻ HTML và body. Chúng ta đổ màu rồi quy định line height cho nó đúng không? Quy định line height là chiều cao của dòng đúng không nhỉ? Đấy, font white này, font white này, color này, background color, padding, margin, tất cả những cái này đều tham số quen thuộc đúng không? Đấy, cái này thì hôm trước cô đã hướng dẫn rồi đúng không? Các bạn lấy cái bút này và các bạn chọn đến cái vùng nội dung mà các bạn muốn thì các bạn sẽ lấy được dải màu đúng không nhỉ? Như vậy là sau phần này chúng ta đã có cái trông nó đã khá ra dáng rồi đúng không? Nó có màu chữ, là màu trắng này, rồi màu nền đấy nha. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý phần top một chút nhá. Top này. Top. Đấy, thì bây giờ chúng ta đã thấy là nó có cái phần đường viền ở phía dưới, à cái đổ cái background này màu khác này, background color này màu khác. Như vậy là chúng ta có cảm giác là nó phân biệt được cái vùng của top với cả cái phần nội dung khác đúng không nhỉ? Đó. Rồi Z index bằng 1 để cái phần nội dung này nổi lên này. Position fix. Đấy thì luôn luôn cố định so với trình duyệt đúng không? Cái độ rộng width là 100% này, width là 100% độ rộng của nó đúng không nhỉ? Là chiều cao là 60 pixel, chiều cao của cái phần top ấy là 60 pixel nha. Tiếp theo nữa là mình có cái phần heading. Head. Heading chấm head này thì các bạn cứ xem cái class top này, class này chấm header đúng không? Chấm header. Thì bây giờ mình có đẩy background color này, rồi background color transparency tạo ra cái độ trong suốt một chút. Sau đó độ rộng tối đa là mình để 1200 pixel. Margin auto để mình căn nội dung ra giữa đúng không nhỉ? Tự tùy chỉnh cái nội dung của phần header. Tiếp theo chúng ta xử lý phần logo. Logo. Đó. Logo bây giờ chúng ta sẽ đẩy là flat left căn vào bên trái. Font size 24 pixel, chiều cao dòng là chúng ta để 28 pixel, nó sẽ như này. Tiếp theo nữa chúng ta xử lý cái phần MS Top Trend, cái logo nó ở đâu? Cái logo chúng ta có deep class logo ở trong cái phần là Music Store đúng không nhỉ? Ok. MS Top Trend. Ok, phần này chúng ta đây các cái phần liên quan đến top trend, trending đây thì chúng ta thay đổi một chút. Flat right nó căn ở bên phải. Font size này, rồi là line height chiều cao của dòng đúng không? Đó. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta để MS color màu sắc của cái phần trending xong, màu đổi đi một chút đúng không nhỉ? Đó, MS color. Tiếp theo này, chúng ta để padding 16, xem padding 16 cái class được gọi ở đâu đúng không? Chúng ta có padding 16 ở đây nha. Padding 16. Ok, tiếp. Đó, chúng ta sẽ có phần này. Đẩy cái padding top lên một chút thì chúng ta sẽ có cái khoảng cách từ nội dung này với cách đường viền phía trên một chút. Với cả padding top là cách 10 ở nội dung so với đường viền là cách 16 pixel phía trên, còn padding bottom là cũng cách phía dưới 16 pixel. Như vậy là cái nội dung mà chúng ta sẽ tạo ra cái cảm giác nó ở giữa đúng không nhỉ? Tiếp theo nữa chúng ta để padding 32 thì bên này chúng ta có cái phần padding 32 ở đây đúng không? Chúng ta cũng đẩy cái khoảng cách padding 32 ở row center đây. Đấy. Padding 32 ở phía dưới chúng ta đẩy. Tiếp theo nữa class main. Các bạn main sửa cái phần main này một chút. Đó. Để mark width top left auto right. Đấy. Tiếp theo nữa này. Chúng ta để cái center nội dung text align là center. Thì đến đâu các bạn cứ thử chỉnh sửa đến đấy, vừa rồi cũng đã đẩy nội dung ra giữa hơn rồi đúng không? Ừ. Cái này trên preview nó hơi hạn hẹp cho nên các bạn nhìn nó hơi không thay đổi liên tục ngay được. Tức là thực ra nó có thay đổi đấy, nhưng mà bởi vì trên này cái màn hình nó hơi nhỏ. Sau đó các bạn cứ tự sửa nhá, row padding này. Đó. Row padding. Sau đó nữa là chấm rows thì các bạn cứ xem bên cái class này chấm rows nó ở đâu đúng không nhỉ? Tiếp theo nữa chúng ta xử lý cái phần là để nội dung hiển thị dưới dạng là các cái phần ở table này. Đó, row before cho cái phần phía trước. MS heading tiếp. Đó, nội dung bắt đầu giãn ra một chút, loát main nhỏ, thu nhỏ lại vừa rồi. Cái flat left căn bên trái này độ rộng là 100%, margin top là cách phía trên 10 pixel. Còn bây giờ chúng ta xử lý từng phần tử. Từng phần tử khi chúng ta đẩy flat left và độ rộng 22,9%, tức là chúng ta để độ rộng một cách tương đối đúng không nhỉ? Đấy, nhờ cái phần này tất cả các item nó sẽ đẩy lên.
chúng ta bỏ đi phần này là đã vẫn giãn xuống dòng đúng không? Nó đẩy lên bởi vì chúng ta làm sao? Chúng ta căn cái độ rộng cái để chúng ta để flat left ở bên trái đúng không nhỉ? Đấy, flat left bên trái này chúng ta nhìn bắt đầu các nội dung nó đẩy lên trên rồi đúng không? Rất là đẹp. Đấy, width là 22,9 pixel, 22,9% chúng ta để một cách tương đối. Banding margin, banding chúng ta cách cái nội dung cách đường viền một chút. Take align center ra giữa đúng không nhỉ? Đấy, cái phần căn nội dung mà chúng ta đẩy ra giữa nha. Tiếp theo nữa chúng ta xử lý phần ảnh một chút ở trong cái class item. Thì các class item ở đâu các bạn để ý để những cái class item này này. Đấy, tiếp theo này, chúng ta class item img tức là những cái ảnh mà nằm trong cái class là item. Ví dụ đây class item ở đây là ảnh. Chúng ta xử lý cái phần ảnh này nha. Phần ảnh này chúng ta xử lý một chút. Đó thì chúng ta tạo ra cái đường viền border đúng không nhỉ? Border này. Border radius 10 pixel để tính tạo cái đường viền nó nhỏ ở đây đúng không? Border style không có gì cả, tức là mình không để border style mà mình chỉ để radius thôi. Vertical align middle căn ra giữa đúng không nhỉ? Rộng 100% so với cái nội dung bên ngoài. Chúng ta chỉnh sửa cái phần heading một chút, H3 ở đây. Đó, H3 nha. Tiếp theo chúng ta chỉnh sửa phần B một chút, thẻ P ở trong này. Đó, thẻ P ở đây. Đó. Thì chúng ta sẽ nhìn lại bên này. Class là item này, rồi img này. Đấy, img đây chúng ta sẽ có là gì? Đây H3 đây. Class item nhá, img này, H3 và P. Đấy thì chúng ta sẽ có CSS phần này đúng không nhỉ? Tương tự như vậy chúng ta triển khai với cả phần là content 3 này. Đấy, phía dưới này nhá. .3 overflow hidden đấy, nội dung đây này. Overflow hidden. Cái .3 ở đây chúng ta sẽ xem nhìn class .3 ở bên này đúng không nhỉ? Đây class .3 đây. Đấy thì chính là cái đoạn mà nội dung này đúng không? Đấy. Tiếp theo nha. Ba hidden này, ba button các cái nút ở trong này. Đấy. Tiếp theo nữa là chúng ta có các cái xử lý ba liên quan đến các cái item bên trong. Đó, chúng ta giãn nội dung ra một chút thì chúng ta thấy cái phần item này nó giãn ra này. Đấy. Rất là ok. Đấy. Rất là kỳ công đúng không nhỉ? Phần này vì sao chúng ta dùng Bootstrap sẽ nhanh hơn. Đấy, sau đó nữa là chúng ta có button Đấy, chúng ta đẩy màu chữ xanh kia hơi sâu đúng không? Đẩy màu trắng một chút, màu trắng một chút trên cái nền này thì bắt đầu màu nó mới thống nhất, chứ không phải là màu xanh như kia thì nó sẽ không thống nhất đúng không? Tiếp theo nữa chúng ta có black, chấm black này ở đâu? Chấm black, chấm black, chúng ta sẽ xem cái phần class này nha. Chấm black, ok. À, bên này HTML chúng ta không chấm class là black. Như vậy là class black này nó ở trong cái black thì là ở trong cái phần class 3 đúng không nhỉ? Đó có cái nút này có class black. Đấy, black đây thì chúng ta sẽ xử lý tiếp. Đó. Chúng ta nhỏ nhỏ cái phần này lại nha. Rồi, black important background. Đấy, để là màu đen đấy các bạn nhìn này, black này. Đấy đoạn này màu đen đây. Đó, tạo cảm giác là mình đang ở trang nào, mình đang ở trang nào nha. Tiếp theo nữa là HR, HR, ok, để các cái thẻ HR đây, mình đẩy cái HR này một chút này, rồi để tạo cái đường viền chỗ này, tạo ra cái khoảng cách horizontal, để tạo ra cái khoảng cách giữa cái phần tử nha, HR, rồi chúng ta xử lý phần about, about, font right, about, đó, cái class about đây chúng ta có đúng không nhỉ? Class about này, đó. Rồi. Sau đó các cái phần nội dung ở trong about nhá. H3 này. Đó. Rồi là H4 ở trong about này. Đó, chúng ta thấy cái phần này nó thay đổi đúng không? H4, sau đó H6 này. Đó, độ này thay đổi đúng không nhỉ? Tiếp theo img này, about của img này. Đó, cái phần nội dung này có chỉnh sửa thay đổi. Tiếp theo nữa là phần footer, chúng ta xử lý phần footer ở đây đúng không? Margin. Đấy, đẩy lên một chút. H3. Flat left. Đấy, có cái phần này một cái flat left một cái. Chúng ta bỏ cái này ra nhá thì các cái đội này nó vẫn đang chiếm hết màn hình. Thì khi mà mình đẩy flat left, tức là nó luôn luôn neo ở bên trái và nó chỉ chiếm khoảng tầm 33,2% thôi. Ok, vậy là chúng ta đã có một cái trang web một hiển thị một cách gọi là đẹp tương đối. Ít nhất là nó có tạo được cái sự thống nhất và chính là cái sản phẩm của chúng ta đúng không? Glow Attach tạo được cái sự thống nhất là về màu sắc. Ví dụ như tất cả màu xám, màu xanh đường viền này rồi chữ là màu trắng chẳng hạn. Thế kể cả màu xanh khác, ví dụ chỗ này nó có trending xong là một màu xanh này thì ở dưới nó cũng là màu xanh như vậy. Đấy thì tức là cái tông màu nó không quá nhiều, nó dựa trên là xanh trắng đúng không? Ok, như vậy là trong cái phần này tôi đã hướng dẫn các bạn một cái gọi là cái website nho nhỏ. Thì hy vọng là các bạn sẽ làm được. Nó cũng nhỏ thôi.
Còn cái phần là phần phần header, phần detail thì tôi sơ qua một chút nha. Để các bạn nếu có muốn thì các bạn có thể tham khảo. Thì CSS nó vẫn vậy, CSS nó vẫn vậy đúng không nhỉ? Có cái cấu trúc nội dung nó sẽ hơi khác một chút. Cấu trúc nội dung sẽ hơi khác một chút nha. Thì chỗ này phần depositor đây thì mình sẽ có cái bài. Đây mình cũng có ảnh link đến CSS này, heading này. Đó, top music store đoạn này cho đi xong phần header, phần top đúng không nhỉ? Sau đó nội dung của bài depositor này. Đấy, rồi cái này, phần MP3 đây, MP3 này. Rồi đến nội dung của bài hát, nội dung của bài hát và footer nha. Ok thì chúng ta code như thế thì chúng ta sẽ được một cái trang web nhỏ nhỏ nha. Coi như là link chi tiết của một bài hát. Còn bên này là cái style chung đúng không nhỉ? Còn đây là link chi tiết. Ok thì cái source code cũng như cái tài nguyên này thì tôi ở cái phần tài nguyên này cô sẽ gửi lại cho các bạn nhá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái video khác.